Anand và Frankl đồng thời dự đoán thiên thể biến đổi bất thường. Tháng 7 và tháng 8 năm 2023 sẽ có nhiều biến cố. Lời tiên đoán về khoảng thời gian giữa năm 2023 của hai nhà tiên tri nổi tiếng Anand và Frank đã có sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Vào cuối tháng 7 đến hết tháng 8 năm 2023, thế giới có thể sẽ xảy ra những thay đổi lớn. Đây là kết luận được hai nhà tiên tri đưa ra dựa trên sự dịch chuyển của các thiên thể trong hệ mặt trời. Liệu lời nói của họ có thực sự đáng tin khi một người là thần đồng Ấn Độ Anand, người đã dự đoán chính xác nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới? Người còn lại là Frankl, một học giả người Hà Lan, đã dự đoán chính xác trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm 2023. Anand là một trong những nhà tiên tri có nhiều đóng góp tích cực nhất trong những năm gần đây. Cậu đã trở nên nổi tiếng với những dự đoán chính xác về đại dịch mới. Kể từ đó, Anand lần lượt dự đoán nhiều sự kiện lớn và xu hướng của dịch bệnh. Nhờ tài năng này, Anand đã có được vô số người hâm mộ trên khắp thế giới. Lời tiên tri của Anand được đưa ra dựa vào thuật chiêm tinh vệ đà bí mật của Ấn Độ. Chiêm tinh học là dự đoán khoảng thời gian trong tương lai thông qua sự thay đổi chuyển động của các thiên thể, chẳng hạn như các hiện tượng thiên thể như nhật thực, hành tinh và mặt trăng mới. Theo Anand dự đoán, vào tháng 7 và tháng 8 năm nay sẽ có một số sự kiện xảy ra tại Ấn Độ hoặc ở nước ngoài. Các sự kiện xảy ra do mặt trời, mặt trăng và sao mộc hội tụ có thể gây ra những thảm họa rất nghiêm trọng trên trái đất. Nhà tiên tri trẻ tuổi ước tính những thảm họa này có thể liên quan đến địa chất. Những thảm họa địa chất thường là các trận lở bùn, núi lửa phun trào, động đất. Và lời tiên tri của Anand lại nói thảm họa này sẽ gần giống động đất hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào lời của Anand thì có lẽ điều này vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng ngay sau đó Frankl, người đã dự đoán chính xác trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đã bày tỏ rằng đúng là thảm họa có thể xảy ra vào tháng 7 và tháng 8 năm nay. Chúng ta biết rằng động đất là thiên tai khó lường. Mặc dù lĩnh vực khoa học ngày nay đã rất phát triển, nhưng con người vẫn không thể dự đoán trước được động đất. Ngay cả những công cụ dự báo động đất tiên tiến nhất hiện nay cũng chỉ có thể quan sát sau khi động đất xảy ra và trước khi nó chạm tới mặt đất. Có thể thấy, tác dụng của những công cụ này rất hạn chế. Vậy nhưng Frankl đã dự đoán chính xác trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ thông qua phép đo hình học của hệ mặt trời. Và những tiên đoán của anh đưa ra không hề mơ hồ, mà thời gian và địa điểm dự đoán đều chính xác. Trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào ngày 6 tháng 2 năm 2023. Trước đó, vào ngày 2 tháng 2, Frankl đã đưa ra tiên đoán rằng từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 2, trái đất sẽ xảy ra một trận động đất lớn, có thể vượt quá 6 độ Richter. Lời tiên đoán đầu tiên có vẻ mơ hồ, nhưng đến ngày thứ hai, Frankl đã nói rằng một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter sẽ xảy ra tại giao lộ của Jordan, Syria và Lebanon ở Trung Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Lần này anh không chỉ xác định được chính xác vị trí, mà còn nâng cường độ của trận động đất lên một cấp độ lớn hơn. Ban đầu sau khi xem dự đoán của Frankl, mọi người cười nhạo anh bởi không ai biết cái gọi là phép đo hình học của hệ mặt trời. Nhưng sau 3 ngày, tất cả mọi người đều sửng sốt bởi vì có một trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thời gian và địa điểm hoàn toàn trùng khớp. Frankl bắt đầu được mọi người gọi là nhà tiên tri. Tuy nhiên, tất cả mọi người không thể hiểu chính xác phép đo hình học hệ mặt trời là gì. Bản thân Frankl cũng không có bất kỳ lời giải thích nào. Một số người cho rằng điều này có thể giống với chiêm tinh học. Đó là sử dụng khoảng cách, vị trí, chuyển động quay và mối quan hệ lực hấp dẫn giữa các vì sao, mặt trời, trái đất và mặt trăng để dự đoán các sự kiện lớn sắp tới. Frankl cho biết, vào tháng 7 và tháng 8 năm nay, rất dễ xảy ra động đất rất lớn. Đặc biệt là vào khoảng giữa tháng 8, sẽ bước vào thời kỳ nguy cơ cao, cường độ động đất có thể trên 8,5 độ Richter. Đây là một điều khó có thể tin được do cường độ dự đoán này là rất lớn. Nhưng vì Frankl vừa mới dự đoán chính xác trận động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nên lần này lời tiên tri của anh đã cũng khiến nhiều người hoang mang. Vậy địa điểm chính xác xảy ra động đất mà Frankl nói là ở đâu? Với lần tiên đoán đầu tiên chính xác đến từng chi tiết, thì liệu có cơ sở nào cho thảm họa tiếp theo sẽ xảy ra vào tháng 7 và tháng 8 hay không? Kết quả của phép đo hình học của hệ mặt trời như lời của Frankl nói là gì? Vào tháng 7 và tháng 8, đặc biệt là giữa tháng 8, sẽ có một trận động đất lớn trên 8,5 độ Richter. Frankl tuyên bố,
Đây là kết quả mà anh ấy thu được thông qua phép đo hình học của hệ mặt trời và góc giữa của chúng và mặt trăng sẽ vuông góc 90 độ. Đây không phải là một dấu hiệu tốt trong phép đo hình học. Vào giữa tháng 8, trái đất, sao thủy, sao kim, sao hỏa và sao hải vương sẽ nằm trên cùng một đường thẳng. Đây là dấu hiệu của một trận động đất lớn. Lần cuối cùng hình ảnh này xuất hiện là vào năm 2012. Sau đó một trận động đất 8,7 độ Richter đã xảy ra ở bờ biển phía tây của Bắc Sumatra. Một số người cho rằng dự đoán của Frankel là có cơ sở khoa học, bởi tương tác hấp dẫn giữa các hành tinh quả thực sẽ gây ra phản ứng dây chuyền trên trái đất, đặc biệt là khi một số hành tinh liên kết với nhau. Sự chồng chất của lực hấp dẫn sẽ tăng cường phản ứng. Chúng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của magma bên trong trái đất, kích hoạt sự chuyển động của mảng kiến tạo địa cầu, sau đó gây ra động đất mạnh. Nhưng lần này, Frankel không nói rõ vị trí có thể xảy ra động đất. Một điều cần chú ý là thảm họa mà Frankel và Annan đề cập có thể không chỉ là động đất, mà còn có thể là các thảm họa thiên nhiên khác. Những dự báo này đặc biệt thu hút rất nhiều sự chú ý trong năm nay. Bởi thời tiết nắng nóng thường xuyên xuất hiện trong những năm gần đây, nước Mỹ cũng phải hứng chịu một đợt nắng nóng nhất trong lịch sử từ trước đến nay, do nhiệt độ thời tiết quá cao. Tại các trang trại, gia súc chết hàng loạt, làm người nông dân thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, khắp nơi có rất nhiều người thiệt mạng vì say nắng. Tất nhiên, nhiệt độ cao chưa đủ gọi là thảm họa, bởi trong 2 năm trở lại đây, nhân loại đã trải qua quá nhiều đợt nắng nóng, khiến nhiệt độ tăng cao. Cùng với đó còn có bão tố, mưa lớn. Hàn Quốc đã trở thành một vùng ngập trong mưa lớn, khiến hàng chục người chết và 9 người mất tích. Do ảnh hưởng của trận mưa lớn, giá nông sản ở Hàn Quốc bị đẩy lên khá cao. Việc này cho thấy tác hại của thiên tai đối với con người là rất lớn. Kèm theo mưa lớn là một số cơn bão có thể đổ bộ và càn quét, khiến thiệt hại về người và của càng thêm nặng nề. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Annan và Frankel. Lần này không phải chỉ một cơn bão ghé thăm mà rất có thể là 3 cơn bão lớn cùng đổ bộ. Trái đất không thể yên bình trong tháng 7 và tháng 8, đặc biệt là 3 cơn bão cùng đổ bộ. Thảm họa này cũng nguy hiểm ngang với động đất. Tháng 7 đã sắp kết thúc và liệu những gì sẽ xảy ra trong tháng 8, 2023? Thần đồng Ấn Độ Annan và học giả người Hà Lan Frankel đều tin rằng bão có thể là một trong số các thảm họa mà họ đã tiên đoán trước đó. Mặc dù hàng năm rất nhiều cơn bão lớn nhỏ xảy ra, nhưng đó chỉ là một trận cuồng phong không khiến người ta hoang mang. Đặc biệt là các khu vực và quốc gia năm nào cũng có vài cơn bão đổ bộ. Nhưng thời điểm này thì không hề bình thường, vì Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương có thể bùng phát một đợt chiều cường bão. Đặc biệt, ở Tây Bắc Thái Bình Dương đã thành hình cơn bão kép. Nếu cơn bão kéo dài lâu hơn hoặc đổ bộ lần thứ hai thì có khả năng hình thành siêu bão. Và thảm họa này cũng bị ảnh hưởng bởi các cơn gió. Khi hai cơn bão gần nhau, chúng có thể di chuyển theo hướng riêng hoặc hợp nhất và mạnh lên thành một cơn bão lớn hơn. Bất kể trong tình huống nào, hướng đi của bão cũng sẽ trở nên khó lường và rất khó để mọi người có thể ngăn chặn trước. Tuy nhiên năm nay lại bước vào thời kỳ cửu hỏa đại vận, tượng trưng cho nhiều lửa hơn, cũng tượng trưng cho việc bước vào một thời đại hỗn loạn và phân liệt hơn. Lửa ở đây có hai cách giải thích. Thứ nhất là lửa tự nhiên, thứ hai là lửa trong lòng người. Khi các thảm họa cùng hợp nhất, sự nguy hiểm và khó lường sẽ tăng lên gấp bội. Vì vậy mọi người nên thường xuyên chú ý đến thời tiết để tránh những tai nạn không đáng có. Ngoài bão ra thì hỏa hoạn cũng là một trong những thảm họa mà con người phải đề phòng. Nhà tiên tri người Malaysia Dato' Anthony Cheng cũng từng đề cập đến các trận hỏa hoạn. Rất nhiều trận hỏa hoạn lớn nhỏ xảy ra từ đầu năm trên khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra các vụ cháy rừng tự nhiên cũng đang được quan tâm. Canada đã kích hoạt các kế hoạch khẩn cấp vì họ đang trải qua đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử. Đã có hơn 200 vụ cháy rừng ngoài tầm kiểm soát và chúng ta chỉ có thể chờ mưa lớn để dập tắt đám cháy. Do nhiệt độ cao và thiếu mưa nên các vật liệu dễ cháy trong rừng rất dễ tự bốc cháy. Vì vậy cho dù hỏa hoạn có xảy ra như lời tiên tri hay không thì chúng ta cũng phải thận trọng. Loại lửa còn lại ám chỉ sự tức giận trong lòng con người hoặc vũ khí sắc bén. Những năm gần đây, do kinh tế suy thoái, nhiều người gặp phải thất bại và thử thách trong cuộc sống, nên tích tụ rất nhiều uất giận kìm nén trong lòng. Ngoài ra, thời tiết mùa hè nắng nóng khiến con người trở nên tức tối, khó chịu hơn. Hiện tại tháng 7 sắp qua đi, 2 tháng của thảm họa được tiên đoán đã đi được nửa chặng đường. Liệu rằng trong tháng 8 tới đây sẽ có thảm họa nào xảy ra và quốc gia nào sẽ phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của thảm họa? Hai nhà tiên tri dự đoán chính xác rất nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới. Có thể dự đoán chính xác tình hình trong tháng 8 tới đây hay không?
mời các bạn cùng đưa ra ý kiến dưới phần bình luận của video. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.